Hello anh em, bữa nay mình lại tiếp tục đi thay cặp dao nha anh em ơi. Thay cặp dao máy A nha, cặp dao A. Nhưng cái xưởng này nó cũng khá là lớn nè. Có máy chạy đều cao nguyện trong này nè. Máy dàn 4 đầu, dàn máy mới lắp nè. Máy này máy dạng thế hệ mới, nó đi băng tải chuyền hết nha anh em ơi. Không có điện thổi nữa. Thì đi băng tải có cái lợi là nó ít bị cháy cái thổi đó, chứ tiết kiệm điện, chứ đỡ bị nghẹt nghẹt cái chỗ mà đưa hàng 50 ly tâm đập lại đó. Mình làm bao trì và mình thấy hay bị nghẹt chỗ này nè, ở chỗ đưa hàng là ly tâm đó. Nếu mà chạy hết xe ga rồi đó, nó hay bị nghẹt chỗ đó, đó. Công nhân hay ngừng máy để móc cái đó ra, nó chạy tiếp. Ngừng máy hoài vậy thì nó sẽ giảm năng suất của cái máy chạy nha. Bây giờ đi gặp tải vậy thì nó sẽ không sợ bị nghẹt nữa, chạy hết ga cũng không sợ nghẹt. Thì cô coi này đỡ bị đứt gạo tải hơn gì xích.